Hôm qua 15 tháng 7, Tòa án Nhân dân tỉnh An Giang mở phiên tòa xét xử 23 bị cáo là lãnh đạo và cán bộ Huyện Chợ Mới về các tội tham ô tài sản, thiếu trách nhiệm, gây hậu quả nghiêm trọng và mua bán trái phép hóa đơn. Trong 23 bị cáo bị khởi tố, có 15 bị cáo bị bắt tạm giam, 8 bị cáo được tại ngoại. Tại phiên tòa, Tòa án Nhân dân tỉnh An Giang cũng triệu tập 33 người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan đến vụ án. Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh An Giang, từ năm 2019 đến năm 2021, Ủy ban Nhân dân huyện Chợ Mới còn nợ tiền tiếp khách gần 600 triệu đồng và tiền đã tạm ứng cho Phòng Tài chính Kế hoạch huyện chi hoạt động thăm hỏi chúc Tết Nguyên đán tổng cộng hơn 1,3 tỷ đồng. Để có tiền trả nợ, Thường trực Ủy ban Nhân dân huyện Chợ Mới tổ chức các cuộc họp với sự tham gia của các bị can gồm Ngô Hoàng Hiếu, nguyên Chủ tịch, Vũ Minh Thao, nguyên Phó Chủ tịch, Nguyễn Hồng Diễn, nguyên Phó Chủ tịch, Nguyễn Văn Giang, nguyên Chánh Văn phòng Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Lê Quốc Điền, nguyên Phó Chánh Văn phòng Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Nguyễn Tuấn Minh, nguyên Phó Chánh Văn phòng Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân để bàn phương án tìm nguồn tiền trả nợ. Tại các cuộc họp, ông Ngô Hoàng Hiếu chỉ đạo chọn xã để yêu cầu Thanh quyết toán kinh phí gửi tiền về cho Ủy ban Nhân dân huyện sử dụng. Sau các cuộc họp, bị can Diễn trực tiếp hoặc phân công Giang, Điền hoặc Minh liên hệ với Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các xã Hòa An, Tấn Mỹ, Hòa Bình, Hội An để yêu cầu quyết toán lấy tiền gửi về Ủy ban Nhân dân huyện. Thực hiện chỉ đạo, nguyên lãnh đạo Ủy ban Nhân dân các xã gồm Bùi Minh Trí, Lưu Văn Khôn, Hòa An, Trần Hữu Đức và Nguyễn Thị Bích Liễu, Tấn Mỹ, Đặng Thanh Bình, Hòa Bình đã bàn bạc cùng các doanh nghiệp lập hồ sơ khống 13 công trình và giảm thi công một số hạng mục của 5 công trình đang thi công để quyết toán khống lấy tiền gửi cho Ủy ban Nhân dân huyện, đã gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước hơn 3,4 tỷ đồng. Quá trình điều tra xác định, ông Giang có hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến sai phạm tại Ủy ban Nhân dân xã Hòa An, Hòa Bình, Hội An, Tấn Mỹ. Ngày 10 tháng 3 năm 2023, ông Giang đã chết nên không truy cứu trách nhiệm hình sự. Đến ngày 14 tháng 4 năm 2024, ông Ngô Hoàng Hiếu, thời điểm bị khởi tố, đang giữ chức Phó Chánh Thanh tra tỉnh, chết do bệnh lý. Dự kiến phiên tòa xét xử vụ án tham mô tài sản thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, mua bán trái phép hóa đơn kéo dài đến ngày 18 tháng 7.